Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sonic 1/10 nâng cấp đồ chơi hiệu với một cái gì mạo mới đẹp khỏi chơi. Lấy nền tảng từ cái dòng Sonic 1/10, người chủ đã giữ nguyên cái phần dịch áo đen mờ chính hãng, phối cùng với những món đồ chơi xịn sò, dần gia tăng thêm chút giá trị, hiệu năng và tạo ra cái sự hài hòa cho phần tổng thể con xe. Khi đâm dàn ốc kỳ năm tăng thêm một cái chút màu sắc cho tổng thể chiếc xe full đen. Bên phải tận dụng tay thắng của Rainbow Asset, được người chủ đam mê cái sự gọn gàng nên không tận dụng bình dầu rời mà chỉ là một cái đoạn ống nhỏ để chứa dầu thắng. Tay con chỉ vẫn là một cái dòng tiếp em rất quen thuộc đối tượng Ý, được nhiều anh em yêu thích vì hiệu năng cùng mức giá bán hợp túi tiền. Bên phải cụm tóc đồng nồ đèn đi cùng với cụm đề máy cùng thương hiệu, tích hợp thêm một cái nút đỏ, ta thấy được câu tắt máy nhanh vào đó. Chi tiết kỷ lực Holden kẹp sườn bắt như thế này rất là gọn gàng, đã không cần cắt quét chiếc áo quá nhiều nhưng cũng rất dễ bị tháo trộm nhà cái chế. Tiếp đến cái sự thay đổi cho quý vị, đầu tiên ta thấy phần combo Titan đem chút màu sắc độ bền rất cao hơn Sajin. Ayo heo đỏ kết nối trực tiếp vào con heo của Fando hai biết đối xứng đi cùng để thắng lẫm cái size là 260. Không chỉ độ lại phần combo ống xả cũng được tinh chỉnh lại theo đến từ là Over Carbon đến từ Nhật Bản, hãy thấm quanh sao đến từ con heo của Fando đi cùng phần đĩa thắng xin cái dòng là Honda cái size là 220. Phần mâm rất quen thuộc anh em đam mê những dòng Sonic đời trước, đó chính là cái bản mâm 5 cây cái đời Sonic 105 đã được nhiều anh em hiện nay săn tìm để trang bị cho cái dòng Sonic đời mới của mình. Wario 1/10 dọn rất đẹp đi cùng dàn đồ chơi chất bóp chén khá dễ dàng hầm hổ. Một quay thay đổi ấn tượng, không ngần ngại chi ra khoản tiền nhỏ để lên đời cho con xe cơ của mình. Cái con Wario 1/10 hôm nay được nhắc đến là một ví dụ điển hình. Phía sau lái một vùng trời công nghệ, điển hình là cụm tốc Dono để cốt cán hành trình xe đời 3 nhanh hơn so với bản. Bên cạnh cái cụm công tắc on up cụm hiệu nhỏ gọn, cụm ga thì không quá lồi ra bên ngoài gây mất thẩm mỹ. Phần bao tay được giữ nguyên bản nhưng phần gồ bên ngoài đã được hai chất liệu Titan cũng khá nổi. Lược bỏ phần đi xin nguyên bản, người chủ đã nâng cấp lên thành cái tay của Rainbow AZ. Cái bản Costa tận dụng một cái ống trong suốt kết nối trực tiếp với bình dập Rainbow để chứa dầu thắng bên trong. Cách trên này cũng được rất nhiều anh em trên xe chuyển sử dụng, vừa gọn gàng lại nhìn cũng thích mắt. Cái tay con tiếp em trang bị cho một hệ thống phanh đùm với sau chiếc xe. Phần cuối tay thắng có một cái rãnh nhỏ nhìn vừa đẹp lại cho gió lùa qua, giúp em ấy thêm chút khi được học. Trên cánh tay có thêm chức năng chống gãy để giảm thiệt hại khi té ngã. Lợi thế của nó là nhỏ gọn nên phần áo không cần cắt khoét chi tiết nào hết. Cái sự chịu chi còn được nâng cấp khi lắp thêm trợ lực Matrix kẹp sườn hành trình 1/10 đi cùng 16 nút chỉnh nặng nhẹ, dễ dàng thao tác thông qua cái nấm chỉnh CNC đèn rất tiện lợi. Nhìn xuống trên chân trước, ta thấy cái sự quen thuộc heo của Ancho hai biết đối xứng. Ngoại hình nó được làm bằng chất liệu nhôm cũng khá bóng nổi bật. Chi tiết để thắng đã được thay đổi với kích thước lớn hơn, tạo một cái vài điểm nhấn chế phòng lòng đĩa quạt. Âm thanh quy lực hơn rất nhiều khi được người chủ lên cây lớn, đó chính là nhờ sự giúp sức cây bột 4 Ross kết hợp cùng với cây bột Titan. Nay chúng ta thấy được người chủ phải bỏ ra khoản tiền gần 10 triệu, chưa tính một khoản chế phần cổ phát kèo cho từng dòng xe khác nhau. Bộ phận cái dòng sau thì tính từ Holden được tích hợp bình dầu rời. Đây là phiên bản mới nhất dùng chung cho hai đời Wario và Lead. Dòng bột này cũng rất đặc trưng bởi cái tâm màu vàng của lò xo, không nhầm lẫn khi bắt gặp ngoài đường. Tiếp đến, chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để kế tiếp nhớ like, share, subscribe.